Hi, chào buổi sáng các bạn. Mình mới vừa thức dậy rồi chuẩn bị xong. Bây giờ mình đi xuống lầu để mình ngủ ông xã mình đi chơi vòng vòng. Rồi mình sẽ quay cái cảnh nhà của anh ba mình cho các bạn xem. Bây giờ mình đi xuống lầu, các bạn đi theo mình nha. Nhà này rộng lắm. Đây cầu thang nè, đi xuống nè ha. Cái đó là nãy trên là mình phòng ngủ ở trên á, mình ngủ ở trên. Ở đây là cửa đi vào, cửa chính sẽ đi vào phòng khách. Phòng khách này lớn lắm, một phòng ở đây để ngồi uống trà rồi, còn kia là sofa để mình ngồi mình coi tivi. Nhà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con thôi. Ngồi xuống coi tivi ở đây. Còn ở đây nè, đây đi ra ngoài cũng được. Mà ngoài nhà ngoài ở đây thì là mình để dùng để mình nấu ăn, để cho đừng có hôi. Rồi dưới mình chứa đồ luôn. Mùa đông hay mùa hè gì mình đem đồ ra đây mình nấu, mồi chiên cá đồ đó, kho đồ nó không có để cho nó không hôi trong nhà. Còn ngoài đây thì là cái chỗ hù cá. Không có nguyên một cái hồ cá luôn các bạn. Để hôm nào mình quay một cái hồ cá xong cho các bạn xem, lúc mình cho cá ăn á mình sẽ quay một cái video đó. Bây giờ mình đi vô bên trong, mình đi ra tới để mình rủ ông xã mình đi ra coi mấy con chim. Các bạn đi theo hướng này nha, tại vì bên này là chờ cái phòng ăn. Rồi mình đi ra thẳng vào đằng sau chỗ ổng nuôi nhiều chim đó, ổng nuôi mà ổng cũng bán luôn. Còn đây là phòng giặt đồ. Giờ mình đi ra ngoài. Ra đây coi chim để ngủ ông xã đi. Đây là chỗ nuôi chim của anh ba mình nè. Ảnh nuôi nhiều con. Ảnh nuôi ở đây là chim yến hót. Và nó đủ màu hết á, màu xanh, màu hồng, màu trắng. Thì con nào màu trắng thì mình kêu là yến trắng, còn con nào màu hồng là mình kêu yến hồng. Còn hai cái con ở đây á, để mình quay sát vô, là hai cặp mắt nhất, nó kêu bằng là Golden Finches. Quá đẹp. Ông xã ổng rành hơn nè, để mình hỏi ông xã về mấy cái con này ở đây thì sao. Anh mình đẹp đi. Đây là toàn bộ đây. Chào các bạn. Hello. Đây là chỗ nuôi chim của anh ba mình trong nhà nha các bạn. Đây là mấy con chim yến mà yến hót. Các bạn thấy nó màu sắc đẹp không? Ở đây là có tổng cộng là khoảng 140 con, mà chưa tính những con chim con đang nở. Chim con đang nở nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy chim hay đẹp không? Mà nó đẻ nhiều lắm các bạn ơi. Đó, cái con mấy con này là hồi mấy tháng trước là nó đẻ thôi, giờ nó bự á. Này là chim non, chim tơ. Mỗi lần nó đẻ được mấy trứng anh? Thường thường nó đẻ là 4, 6 trứng, 3 trứng. Mà 4 trứng là nhiều. Rồi mình nó ấp xong rồi bao lâu nó mới nở? Khoảng 2 tuần ạ. Nè, đó, chim con nè, đó, mấy con trên nhiều lắm. Đây, chuồng nào cũng có chim con hết á. Nó nằm cho nó, con này là đẻ mấy tuần rồi. Nó đang ấp á.
Rồi sao khoảng bao lâu nó mới đẻ tiếp? Thì chừng 10 ngày sau là đẻ nữa à. Tầng 10 ngày nè, nó con chim mấy con chim mà đẹp không? Đúng rồi, anh ba nói là mình con mẹ mà sanh xong ấp mà khoảng ấp chừng nào mà có con nó nở á thì 3 tuần sau á là con mẹ nó đẻ tiếp. Nè, chim con nè, quay chim con. Đó. Thấy không? Nó đẻ nè. Trong cái tổ luôn đó đó. Đó. Anh ba cho nó ăn, cho con mẹ cho ăn nè. Mấy cái trứng các bạn. Không biết cái này nó nở chưa các bạn. Wow, có trứng nè, có trứng. Nó mới đẻ thôi, còn nó đẻ tiếp tục. Đẻ xong rồi nó ấp mà mình muốn cho con mẹ, cho con cái con lúc mà con nó mới nở giống như con nhỏ hồi nãy đó, con bé xíu đó đó, thì là ảnh sẽ cho con mẹ ăn cái trứng mình luộc, mình băm nhỏ, mình tán nhuyễn ra, rồi xong rồi ảnh cho con mẹ mớm mồi cho con. Còn nghe hót nghe đã không? Nhôi trời không? Mà nhiều lắm, mấy 100 mấy chục con. Ảnh nuôi ở đây khoảng 2 năm rồi đó. Nè, có con quay con nghe đây kìa. Nó có bạn coi nè, nó đang nằm, con mẹ nó đang ấp. Nó đang ấp con rồi nè. Trong chuồng á. Nó ấp vậy đó khoảng 2 tuần là nó nở. Rồi xong rồi con mà nở xong 3 tuần sau á thì là con mẹ có đẻ trứng tiếp. Rồi xong nó tiếp tục mà sanh sản tới khoảng là tháng 11. Từ tháng 11 tới tháng 5 là nó sẽ sanh sản. Trong này nè, nó đang cũng bây giờ là mùa này nó đang ấp để nó nở rồi. Đó, ngày nào cái ảnh đẻ vậy đó để cho anh tiếp. Thấy không? Đó. Cho nó đang nằm trong ổ đó. Đó. Chim này hay lắm các bạn, những cái con mẹ có nhiều cái con mẹ nó giỏi á, nó nuôi 4 con một lượt luôn nè, giống như cái con mẹ này nè, nó giỏi nuôi con á là nó nở đều giống vậy á, có khi mà con mẹ nào nó dở á là con nó sống không được. Chim này mình nghĩ cũng hay lắm á. Cái con nào nó giỏi là nó giỏi à, nó nuôi con giỏi lắm. Rồi con nào dở là mình đẻ ra, khi mà nó nở ra là nó không sống. Còn mà cái giống này thì anh ba nói là mình lâu lâu là mình phải đổi giống đó, không thôi là mình mà để không cho trùng giống là ốc nó không có nở ra, ốc nó không có nở ra, trứng nó thúi ra. Đẹp lắm. Có nhiều loại lắm nè. Đây em quay đó xong rồi em quay cái trên này. Cái lông của nó quấn giống như là cái đó, thấy không? Nó lạ lắm. Thấy không? Nó quấn nó xù lên. Này nhìn giống con gà. Ừ, đó, nó cũng đang ấp trên thấy không? Ảnh nó để trứng, ảnh ghi cái ngày vậy nè để cho ảnh biết tới ngày nào cái ảnh nó nở, ảnh canh. Ngày ấp. Ông này có nhiều sở thích lạ lắm nha. Thích chim, nuôi chim, nuôi cá. Nhưng mà ảnh có bán chim này đi toàn nước Mỹ luôn á các bạn. Nếu các bạn nào mà có mua chim miếng hót thì liên lạc để lại trong cái mấy ngày rồi, cái này mấy ngày rồi. Nè mình cho nó ăn nè các bạn, mình cho nó ăn thêm nha. Nếu mẹ nó nuôi lớn cái này mẹ nó nuôi không đủ. Đó, mình cho nó ăn thêm. Dễ thương. Cái con bé này nó ham ăn nè. Nó hạ hậu đó còn đó. Vui không? Ơi, bả ăn nhiều kìa. Có con nó không thích ăn nha, nó no nó không ăn. Nó no. Lành chưa? Này một tuần ha. 12 rồi. 12 ngày rồi đó. Lần đầu tiên mình thấy cho mấy con chim con mà nó ăn vậy luôn. Nó toàn mà lần nào thêm. Lần tiên mình cũng thấy mấy con chim miếng hót này luôn. Còn con này đẹp nè. Đó, cái loại lông xù nè. Nó lanh lắm. Cái màu này nó đẹp lắm. Em nhớ hồi bữa là anh ba qua bên Chicago mua hai con này phải không? Đúng rồi. Hồi bữa mua nó có chút xíu thôi. Hồi bữa mình mua nó như ta. Đi xa để ý hết. Quay xa thì không có thấy nó. Quay gần lành lắm. Nó nhảy chóng mặt luôn. Rồi, con nhỏ đó mà con đẻ lại rồi. Ồ, đẻ rồi hả?
Rồi mấy cái con hai con sụ dưới này đẹp ha. Hai cái con con ở phía dưới lắm rồi. Còn đấy hả? Đâu thấy không? Trên đây đẻ. Ồ. Nó chuẩn bị đẻ. Cặp hết á. Còn mới đẻ bên đây nữa. Đây. Đủ màu. Cái mùa này là đang ấp là vào tháng mấy? Tháng 11 đến tháng 5 á. Rồi xong rồi nó sẽ thay lông. Thay lông rồi xong rồi cái tới tháng 11 cái bắt đầu nó xanh nở tiếp. Xanh tiếp tới tháng 5. 11 tới tháng 5. Ồ, xong rồi đang làm mẫu nè. Đâu? Nó đang ngậm đâu họng đó. Ừ, nó đang kìa. Nó đang chuẩn bị đẻ là nó đang ngậm đâu họng đó. Mình cứ để đây nè là tự nó xây ổ. Nè quay cho các bạn coi. Mình để chỉ đây nè. Đó, rồi tự nó ghim vô thấy trong miệng nó không? Quay trong miệng nó kìa. Đó, trong miệng nó đang đang chỉ đó. Nó đang ngâm công chỉ đúng rồi. Là tự nó xây cái ổ là tự đẻ à. Tự nó lót cái tổ kia. Ừ, hay ha. Nè, như thế này nè, chứ không phải là mình làm tổ đâu nha. Mình để cái nhợ trên đây nè. Rồi tự nó tới ngày mà nó muốn đẻ là nó lại nó lấy cái nhợ chỉ đó nó để vô cái tổ, mình cũng làm cái tổ cho nó nhưng mà nó lót chỉ vòng vòng để nó đẻ. Hay ha, đúng rồi. Còn đây là những cái thức ăn mà anh ba cho chim ăn. Để hồi chút mình quay cái hiệu đó lại cho các bạn xem. Nè, đây là trứng nè, anh tán nhuyễn ra nè. Anh để cho con chim mẹ nè. Hồi nãy có con chim miếng đỏ đó các bạn. Thì là cái loại này là dành cho nó ăn nè. Để con ra màu mới đẹp. Con về là xếp mình cho con này. Đó, vàng thì mình cho ăn màu vàng. Con ở Mỹ này có công nhận hay ha. Rồi này trứng này là trứng gì? Trứng giả. Mình phải để trứng giả vô luôn hả? Sâu giả ha. Sâu mình sai để cho. Sâu này là sâu ăn của chim. Sâu khô. Sâu khô. Sâu khô rồi sai nhuyễn ra. Là mình cho mấy con bé hả? Con bơm cho mấy con mới nở ra đó. Cái này cho chim con ăn nè. Đó, trứng với bắp cải. Những cái để ngoài là tự nó gom vô nó làm tổ rồi. Rồi dưới mình cho nó ăn thêm cái nang mực nữa các bạn. Cái nang mực á. Phải để nước cho nó uống nè, bên nước nè. Nước. Rồi quay tổng quạt. Nhiều lắm. Quá rồi, 140 rồi các bạn ai có muốn mua mà ở nước Mỹ á, thì nhớ để bình luận ở dưới phần video của mình á, rồi mình liên lạc mình sẽ gửi đi. Mình sẽ báo cho ông anh mình biết, ông anh mình sẽ gửi đến các bạn. Sai trên đây không? Có không? Nè, cái thức ăn của nó nè. Cái con màu đỏ này nè, là mình cho cái ăn cái màu màu cái thức ăn cái hộp màu đỏ nãy mình mới đưa cho các bạn xem. Ba thức ăn của cái con chim nè. Canary. Cái loại chim này là kêu bằng tiếng Anh là canary. Nè, rồi anh ba mình nuôi sâu luôn. Để các bạn cho quay đi. Cái này là cái con sâu nái nè. Thôi nuôi luôn sâu luôn vậy. Nè, mấy cái con này là sâu nái nha. Cao quá chứ không thấy. Để đi, cái này là sâu nái. Rồi sâu mà mới vừa nở nè. Đó, các bạn thấy con sâu nái không? Đó đó. Thấy nó bò nhúc nhích không? Này sâu sạch nha các bạn chứ không có dơ gì mà sợ nha. Tại vì cho ăn mà mật ong. Đó, đổ mật ong vô vòng vòng đây nè. Rồi nó ăn xong rồi nó đẻ. Này này là trên cái phần mà đẻ sâu con nè. Đó, mình có 3 tầng nữa. Đây các bạn coi. Này con sâu nái nằm trên nè, rồi đẻ sâu con là nằm ở đây. Dính nha. Rồi đó, bây giờ xuống đây nó nở ra bự nè. Rồi bắt đầu mình cái phần dưới đây mình hốt ra cho nó ăn là được rồi nè. Sâu này sâu sạch nha các bạn. Đó. Có nhiều con chết là nó màu đen. Không, nó chuẩn bị thành con bự. Đó. Thấy không? Thấy nó nhoi nhoi không? Này là để cho chim ăn các bạn. Nó giống như mấy cái con trong dừa, cái dừa. Nhưng mà cái này mình cho ăn bằng mật ong. Mình đổ mật ong vô đây nè, là sáng ngày là nó ăn hết à. Đó, bởi vì cầm vô nó gít gít. Rồi mình lấy cái đó mình xay ra mình cho chim con ăn. Cho chim ăn, giục nguyên con thì chim mẹ nó cũng ăn. Cháu quay đầu ở đây. Để mình rõ.
nó giảm mà để sáng là được mà. Video của mình cũng quá dài, mình xin ngừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Bye bye.